Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trên địa bàn huyện Ân Thi có 6 khu cụm công nghiệp đang được triển khai với tổng diện tích hơn 555 ha cần giải phóng mặt bằng. Đây là đợt giải phóng mặt bằng có diện tích lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện. Vậy cấp ủy Đảng và các đảng viên ở các địa phương đã vào cuộc tham gia lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên. Khu ruộng chuyển đổi gần 6 sào của gia đình ông Đào Quang Đông ở thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi không còn nhộn nhịp cảnh tăng gia sản xuất. Hàng trăm gốc nhãn, bưởi, mít, hồng, xiêm xanh tươi đang độ sung sức cho thu hoạch vài trăm triệu đồng trên năm, đang đợi tay người chăm sóc. Ao không còn cá, cây trái trong vườn chỉ lưa thưa quả. Vì ngay từ đầu năm, gia đình ông đã dừng đầu tư vào diện tích này để thực hiện thủ tục giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho khu công nghiệp số 5. Lúc đầu này chúng tôi rất băn khoăn, nhưng đã được các đồng chí đảng ủy, ủy ban xã động viên rồi chia sẻ. Sau đó chúng tôi nhận thức được vì lợi ích sau này của con em chúng tôi. Liền một lúc bỏ ra tài sản rất là lớn vào khu trang trại này. Sau khi mà đó thì chúng tôi có về động viên vợ con sẵn sàng nhường lại cơ ngơi này cho khu công nghiệp. Đến giờ phút này là chúng tôi đã giao cái vườn này cho dự án. Rất là mong muốn dự án làm sao khi đã nhận rồi thì về nhanh để cho con cháu chúng tôi vào đó để làm việc. Thôn Ngô Xá có 48,7 ha diện tích đất nông nghiệp nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng khu cụm công nghiệp số 5 của tỉnh. Diện tích này thuộc đất canh tác của 228 hộ dân. Việc bị thu hồi phần lớn, thậm chí có hộ bị thu hồi hết diện tích đất canh tác ban đầu, không khỏi gây lo lắng về kế sinh nhai trong nhân dân. Nhưng nhờ cách vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền thôn xã và các đảng viên nên chỉ sau thời gian ngắn, cả 228 hộ dân có đất cần giải phóng mặt bằng đều đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất sớm cho dự án. Dự án công nghiệp số 5 về thì chúng tôi đã về tổ chức họp chi bộ, có nghị quyết chuyên đề, sau khi nó họp các ban ngành đoàn thể các thôn của thôn sẽ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, sau khi đó ra họp dân và tất cả tiêu chuẩn các cái chế độ của người dân để biết và sẽ thực hiện, thì nói chung là nhân dân rất đồng thuận, không có một cái trường hợp nào vướng mắc cái gì hết. Địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi hiện có hai dự án khu cụm công nghiệp đang được triển khai, đó là khu công nghiệp số 5 và cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ. Cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ chiếm dụng 23,9 ha của 139 hộ dân thuộc thôn Bảo Tàng và thôn Bình Hồ. Sau 7 tháng thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng đã có 133 hộ dân nhận tiền và bàn giao đất. Còn 6 hộ chưa đồng thuận với lý do đề nghị tăng tiền hỗ trợ với diện tích chuyển đổi vì đã đầu tư nhiều. Đối với khu công nghiệp số 5, chiếm dụng 143,2 ha đất nông nghiệp của 623 hộ dân thuộc hai thôn là Bình Hồ và Ngô Xá. Đến ngày 25 tháng 8, đã có 620 hộ dân nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Còn 3 hộ do nhầm lẫn định xuất đang được địa phương hiệu chỉnh và sẽ hoàn thành trong tháng 8 này. Sau khi là đảng ủy, ủy ban dân xã ra nghị quyết chuyên đề thì có giao cho các đảng ủy viên phụ trách các thôn phải về họp chi bộ cùng với các thôn để ra nghị quyết chuyên đề ở thôn để tổ chức thực hiện, thì cấp ủy đảng viên ở các thôn là người tiên phong đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng. Nếu gia đình mình mà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì phải là người thực hiện nghiêm chỉnh nhất đầu tiên, và sau từ đó để lan tỏa ra các cái người dân và các cái hộ mà còn đang có ý kiến khác. Trên địa bàn xã Sơn Trúc, huyện Ân Thi đang đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng hơn 270 ha đất phục vụ xây dựng 3 khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp sạch 120 ha, khu công nghiệp số 5 gần 50 ha và khu công nghiệp số 3 khoảng 105 ha. Những ngày này, đi đâu cũng câu chuyện về dự án công nghiệp về làng, về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, về dự định tương lai của con em nông dân sau khi bàn giao đất. Và không ít nút thắt đã phát sinh cần cấp ủy chính quyền giải quyết. Chuyện hệ số K là một ví dụ. Gia đình bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Trúc Lẻ có 6 suất ruộng. Năm 2014, thực hiện chương trình dồn thừa đổi ruộng, thôn Trúc Lẻ có 39 hộ dân dồn đổi ruộng cho nhau có áp dụng hệ số K. Gia đình bà Thủy bốc thăm được diện tích đất tốt. Sau khi áp dụng hệ số K, diện tích đất canh tác của hộ bà Thủy giảm đi 216 m2. Nay dự án vào, bà Thủy cũng như nhiều hộ dân khác cho rằng mình cần được bồi thường giải phóng mặt bằng theo diện tích cũ. Bây giờ nhá, nhà nước đưa về để giải phóng mặt bằng xong là để làm công ty, để cho dân hưởng thụ thì sướng quá làm sao.
quá sướng, nhưng mà băn khoăn là cái mất một miếng này, tiền nó út ruột. Nhà tôi 6 miếng thì tính ra bán thế thì hết hơn 70 triệu. Đối với thôn Trúc Lẻ thì là có 39 hộ khi thực hiện dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2013-2015. Mỗi một suất là mất một miếng, từ 167 còn 166 đối với chân ruộng đẹp. Và đối với chân ruộng xấu thì từ 167 lên 168. Bước đầu thì các hộ nhân dân Trúc Lẻ khi thực hiện việc kê khai kiểm đếm thì đối với các hộ 39 hộ này thì là chưa chấp hành. Nhưng sau đó thì cũng các hộ cũng có ý kiến thì đã được chính quyền địa phương và cơ sở là tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Sau đó thì các hộ dân cũng nắm được tinh thần và cũng hiểu được cái quy định của nhà nước và cũng chấp thuận để ký để sớm bàn giao mặt bằng cho khu dự án khu công nghiệp sạch. Đến thời điểm 25 tháng 8, xã Sơn Trúc có 547 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp sạch thì đã có 545 hộ đã nhận tiền bàn giao đất. Còn 2 hộ đang trong quá trình làm thủ tục rà soát hồ sơ kiểm đếm với diện tích khoảng 1 mẫu. Khu công nghiệp số 5 có 280 hộ thì đã có 163 hộ đồng thuận nhận tiền và bàn giao đất cho dự án. Còn 17 hộ chưa thực hiện được vì liên quan đến diện tích chuyển đổi và đợi điều chỉnh quy hoạch lại giao thông thủy lợi. Hầu hết cán bộ đảng viên ở đây đều đầu tàu gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho dự án. Tôi cũng là người đảng viên, là người có ruộng ở bên cái khu công nghiệp số 5. Thì tôi cũng đã vận động tất cả bà con phải thực hiện theo đúng cái chủ trương chính sách của đảng là thu hồi đất đến nông nghiệp để nhanh chóng giải phóng mặt bằng cho cái là công nghiệp số 5 đi vào hoạt động. Nhà tôi là 6/9 thì chúng tôi được 852 triệu. Gia đình nhà chúng tôi cũng đã có kế hoạch đầu tư vào buôn bán, trang trải lợn cho con cái, cậu đất và tạo chung cư trên đó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, các đơn vị và cơ quan chuyên môn của huyện Ân Thi đã dồn lực lượng làm việc không kể ngày nghỉ, ngày lễ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. 3 dự án khu cụm chúng tôi đang tổ chức giải phóng mặt bằng. Hiện nay cụm công nghiệp Quảng Lãng Lễ chỉ còn 4 hộ thôi. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân là còn 11 hộ, khu công nghiệp số 5 là còn 20 hộ. Chúng tôi sẽ tổ chức làm việc với lại cấp chính quyền địa phương và mời các hộ còn lại liên quan đến thì chúng tôi sẽ giải quyết từng thắc mắc một. Hộ dân nào đồng ý là chúng tôi giải quyết ngay, còn hộ dân nào không đồng ý thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động, và nếu không chấp hành thì chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo huyện để triển khai công tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay thì công tác thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Thi thì tổng số là đã huyện đã ban hành cái quyết định thu đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và chi trả tiền cho dân khoảng là 400 hecta. Trong các cái dự án này thì xác định là có 3 khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, huyện ủy và ủy ban huyện Ân Thi tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành đoàn thể và đảng ủy ban xã qua cái dự án công trình trọng điểm của tỉnh là tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án này. Thì đến bây giờ thì đối với dự án khu công nghiệp sạch đạt khoảng 99% và khu công nghiệp số 5 thì đạt khoảng độ 95%. Thế và khu công nghiệp số 3 thì ủy ban huyện cũng mới triển khai bắt đầu từ ngày 19 tháng 8. Những hội nghị tuyên truyền dự án như thế này đang liên tục được tổ chức tại các xã có dự án ở huyện Ân Thi, nhất là các xã có diện tích cần giải phóng mặt bằng thuộc khu công nghiệp số 3, một trong 3 dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Ân Thi. Phát huy kết quả và kinh nghiệm rút ra từ lãnh đạo tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp trước, cộng với sự đồng thuận ủng hộ dự án của nhân dân, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Ân Thi tự tin phấn đấu sẽ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3, dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Tới đây, chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.